danh đầy tôn nghiêm, danh đầy ơn thánh Giêsu, vua đầy dây nam quyền muôn nước, quy phục dưới chân ngài, dâng lời suy tôn, dâng lời ca khen, hallelujah. Nào cùng nên tôn thờ vua bằng tất cả tâm linh này, Giêsu Chúa oai quyền thay, danh Cha hiến vinh muôn đời. Nào cùng nên tôn thờ vua bằng tất cả tâm linh này, Giêsu Chúa oai quyền thay, danh Cha hiến vinh muôn đời. Giêsu danh ngài đáng ca ngợi, Giêsu ôi thật danh siêu kỳ, danh đầy vinh quang, danh đầy tôn nghiêm, danh đầy đáng thán. Giêsu vừa đầy dây năng quyền muôn nước, quy phục dưới chân ngài, dâng lời suy tôn, dâng lời ca khen, hallelujah. Lạy Chúa, trong những tuần qua chúng ta có cơ hội để cùng suy nghĩ với nhau về điều mà Chúa ngài dạy dỗ chúng ta cần phải làm ở trong đời sống của chúng ta là có một tâm trí được đổi mới. Mệnh lệnh của Chúa đó là chúng ta phải chiếm lấy sứ ở bên trong của chúng ta, đời sống tâm linh của chúng ta, tâm trí của chúng ta. Bởi vì tâm trí là một bãi chiến trường. Trong những ngày qua chúng ta đã suy nghĩ những gì cầm giữ tâm trí của chúng ta, điều khiển cuộc đời của chúng ta. Cách chúng ta suy nghĩ nó sẽ tạo nên con người của chúng ta. Cho nên tâm trí là một bãi chiến trường rất là quan trọng mà chúng ta phải làm chủ tình hình. Luôn cả trong lời dạy của Chúa ở trong Mác đoạn 12 câu số 30, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Như vậy, để chúng ta có thể yêu mến Chúa một cách trọn vẹn đó, hết lòng là một việc, hết linh hồn là một việc, hết trí khôn, hết sức của mình để thờ phượng Chúa. Bởi vì trí khôn của chúng ta, tâm trí của chúng ta nếu không được đổi mới thì ma quỷ nó nằm giữ chỗ đó. Và nếu ma quỷ nó kiềm tỏa cái tâm trí của chúng ta thì chúng ta không thể nào yêu mến Chúa một cách hết lòng và một cách trọn vẹn được. Cho nên lĩnh vực tâm trí là một cái bãi chiến trường rất là quan trọng mà chúng ta cậy ơn Chúa theo như lời dạy của Ngài, chúng ta tiến vào và chúng ta làm chủ tình hình. Tôi mời quý bạn cho em suy nghĩ với tôi điều đầu tiên trong ngày hôm nay, đó là cái vùng chiến trận của tư tưởng của chúng ta. Một vài ngõ ngách làm cho ma quỷ có dịp để làm việc ở trong đời sống của chúng ta. Thứ nhất đó là một tâm trí không đổi mới. Đây là nơi cư trú của tối tâm. Cho nên việc rất là quan trọng chúng ta phải đổi mới tâm trí của chúng ta luôn luôn bởi lời của Đức Chúa Trời. Lời của Chúa dạy chúng ta ở trong Roma đoạn 12 đó. Chúng ta đừng có làm theo đời này nhưng mà biến hóa theo sự đổi mới của tâm thần mình. Làm sao để chúng ta có thể biến hóa được theo như sự đổi mới của tâm thần của chúng ta hay là tâm trí của chúng ta? Đó là lời của Chúa rửa sạch tâm trí của chúng ta. Nên tâm trí của chúng ta nếu không được đổi mới thì nó là một cái nơi rất là thuận tiện cho ma quỷ sử dụng để bước vào đời sống của chúng ta. Tâm trí của chúng ta phải luôn được đổi mới. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 4 câu 4 chép là cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này làm mù lòng họ. Ở trong bản tiếng Anh dùng cái hình ảnh là làm mù con mắt của tấm lòng, tức là tâm trí của chúng ta.
Như vậy chúng ta thấy chúng ta cần phải có một tâm trí được đổi mới. Episode đoạn 2 của số 3 cho chúng ta thấy đời sống trước đây của chúng ta. Chúng ta hết thảy vân vân làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng của chúng ta. Chúng ta hồi trước đây là chúng ta làm theo những gì ý tưởng của chúng ta, nó hướng dẫn chúng ta. Cảm ơn Chúa, trong Chúa chúng ta có tâm trí của Đấng Christ. Và khi chúng ta có cái tâm trí của Đấng Christ, chúng ta có thể suy nghĩ như Đức Chúa Giêsu suy nghĩ. Và qua Đức Thánh Linh chúng ta có thể kinh nghiệm được một sự sống mới và tâm trí của chúng ta được đổi mới luôn luôn ở trong Chúa. Colossae đoạn 1 câu 21 nhắc chúng ta: còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng của mình. Cái ý tưởng mà tâm trí mà còn ở trong tối tâm đó là luôn chống lại Đức Chúa Trời. Nên chúng ta phải để ý đến điều này. Nếu tâm trí của chúng ta còn ở trong tối tâm đó, chúng ta học lời của Chúa thì ý tưởng của chúng ta nó chống lại lời của Chúa, chống lại đường lối của Chúa. Và chúng ta khám phá ra trong đời sống của mình, khi mới tin Chúa chúng ta thấy là mình vâng phục Chúa, chúng ta yêu mến Ngài và muốn bước đi một cách trọn vẹn với Ngài. Nếu chúng ta không tiếp tục đem lời của Chúa vào trong tư tưởng của chúng ta và nắm giữ đời sống tư tưởng của chúng ta, tâm trí của chúng ta có thể bị gieo những cái ý tưởng lệch lạc từ nơi ma quỷ. Và khi ma quỷ nó có thể gieo được những tư tưởng lệch lạc vào trong đời sống của chúng ta, nó bắt đầu nó kéo chúng ta lùi trở lại với cái sự sống của xác thịt. Và sự suy nghĩ của chúng ta sẽ dựa vào ở trong những cái vốn liếng của những cái gì mà tư tưởng của chúng ta trước đây đã thu lượm. Thì chúng ta bắt đầu thấy có một cái sự tranh chiến. Nếu tâm trí chúng ta không đổi mới, nó sẽ chống lại với lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc Kinh Thánh, lời của Chúa bảo chúng ta làm việc đó. Đó là chân lý của Chúa, đó là nguyên tắc thuộc linh Chúa dạy chúng ta. Nhưng mà ý tưởng của chúng ta thì nó ngược trở lại. Rất những cái điều rất là đơn giản trong đời sống của chúng ta. Kinh Thánh dạy chúng ta, Đức Chúa Trời tìm cớ để Ngài ban phước trên đời sống của chúng ta. Cho nên Chúa Ngài dạy chúng ta là hãy dâng phần 10 của lợi tức của chúng ta cho nhà Chúa. Tâm trí của chúng ta nếu không được đổi mới, nó sẽ làm ngược trở lại. Nó nói rằng dâng thì là mất, chứ đâu có cái gì là được phước. Tại không bàn xem về nguyên tắc của chúng ta theo sự suy nghĩ của bình thường đó, mình cho ra thì nó hao mất đi. Đó là cái sự suy nghĩ bình thường. Nhưng mà chúng ta quên có một cái luật thuộc linh mà Chúa Ngài ban cho. Đó là ban cho có phước hơn là nhận lãnh. Và cái thứ hai nữa, chung quanh chúng ta có những kẻ cắn phá là kẻ thù chung của chúng ta, là Satan và những cái kẻ phục vụ nó, là các tà linh. Nó cắn phá của cải tài sản của chúng ta, cắn phá mùa màng của chúng ta. Mà Chúa Ngài không có quyền để có thể bảo vệ chúng ta được cho đến khi chúng ta đặt Chúa đứng hàng đầu trong đời sống tài chánh của mình. Khi chúng ta đặt Chúa đứng hàng đầu trong đời sống tài chánh của mình, tức là chúng ta lấy một phần đầu tiên của 10 phần mà Chúa Ngài ban cho chúng ta đó, chúng ta lấy một phần 10, chúng ta dâng cho Chúa và chúng ta tuyên bố rằng Chúa là chủ của đời sống tài chánh của con. Thì kẻ cắn phá nó đến, nó muốn phá hoại của cải tài sản của chúng ta, mùa màng của chúng ta, Chúa nói rằng đời sống này đã đặt ta đứng hàng đầu trong đời sống tài chánh. Off limit, không có được nhúng tay vào. Chúa Ngài bảo vệ chúng ta. Và nguyên tắc nữa là Chúa Ngài ban phước trên đời sống của chúng ta. Cái gì nằm ở trong tay chúng ta là giống, mà cái gì chúng ta gieo ra thì chúng ta mới có thể thu hoạch cái mùa đó được. Nếu chúng ta giữ một bụm tay bằng lúa giống ở trong tay của mình, thì chúng ta để ở trong tay chúng ta một năm sau nó cũng chỉ có chừng đó. Nhưng mà khi chúng ta đem cái giống này mà chúng ta gieo vào ở trong đất, Chúa Ngài ban phước, có mưa, có nước xuống, nó làm cho giống đó mọc lên và chúng ta có thể thu hoạch 1 ra 30, 60, 100. Nguyên tắc của Chúa là như vậy. Nhưng mà tâm trí của con người của chúng ta thì nó muốn chống lại. Thế nên trước đây đó, trước khi chúng ta tin Chúa đó, thì anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời. Khi chúng ta còn xa cách Đức Chúa Trời đó, thì thù nghịch cùng Chúa bởi các ý tưởng của mình. Nhưng mà ngày hôm nay khi chúng ta đã tin Chúa rồi, đáng lý ra là đời sống của chúng ta đó, Chúa phán chúng ta nghe và chúng ta vâng theo lời của Chúa dạy, thì lúc bây giờ phước của Chúa mới có thể đổ trên đời sống của chúng ta được. Cho nên tâm trí của chúng ta cần phải được đổi mới là như vậy. Cái ngõ thứ hai là tâm trí thế tục, sống theo xác thịt. Roma đoạn 8 câu số 5 chép: kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt. Nên chúng ta cần phải để ý đến cái tâm trí của chúng ta. Nó phải được đổi mới, nó phải được thánh hóa, chứ không thể sống theo đời được. Tại vì sống theo đời, chăm về xác thịt thì nó sẽ thuộc về những công việc của xác thịt. Một cái ngõ thứ ba mà chúng ta thấy rằng thế giới tối tăm có thể ảnh hưởng ở trên tư tưởng của chúng ta, đó là bởi sự dối trá và những sự lừa đảo gieo vào trong tâm trí của chúng ta. Và chúng ta đã học ở trong tuần qua, Satan, ma quỷ không thể đọc được tư tưởng của chúng ta, nhưng nó có thể gieo những tư tưởng của nó vào trong tư tưởng của chúng ta. Và khi nó gieo thì nó sẽ nảy mầm nó sẽ mọc lên. Mà nếu chúng ta không diệt nó từ lúc mà nó còn mới nảy mầm đó, thì nó sẽ kết quả, nó đâm rễ, lập nền ở trong đời sống của chúng ta, vì chúng ta bị trói buộc bởi những cái tư tưởng đó.
Satan có thể gieo những tư tưởng vào trong tâm trí của chúng ta. Cho nên chúng ta phải đề cao cảnh giác và làm chủ tình hình đời sống tư tưởng của chúng ta. Bằng không, thế giới tối tăm có thể gieo những cái tư tưởng lừa đảo của nó vào trong tâm trí của chúng ta. Roma đoạn 1 câu 25 cho chúng ta thấy điều này. Vì họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá. Như vậy chúng ta thấy có cái tiến trình tại đây, đổi lẽ thật của Chúa lấy cái sự dối trá vào. Như vậy chúng ta thấy rằng ma quỷ gieo những cái tư tưởng vào trong lòng của con người. Roma đoạn 1 cho chúng ta thấy những người biết Đức Chúa Trời dựng nên trời đất muôn vật nhưng mà không nhường sự vinh hiển cho Ngài, thì những người đó đó họ đổi cái sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, đổi những cái sự chân thật, lấy cái điều dối trá mà thế gian này đã dối trá họ. Chúng ta đã suy nghĩ cái điều rồ dại nhất ở trong thế giới này, đó là những cái gì hoàn toàn không có, trống không cộng với thời gian thì trở nên